Cái điều thứ tư nữa là các bạn cần phải trang bị cho mình một cái cách để mà mình kỹ năng để mà mình hướng dẫn người khác làm những cái việc nào đó mà hữu ích bằng những cái trải nghiệm của mình và mình đã có kết quả rồi. Mến chào các bạn, lại là Đinh Hiếu đây. Trong cái video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn, cùng các bạn tìm hiểu về cái cách để giúp cho bạn thành công trong cái việc xây dựng thương hiệu internet cho mình trên cái môi trường online. Cái điều thứ nhất đó là mình đầu tiên phải là sức khỏe. Bởi vì khi mình có sức khỏe thì mình sẽ làm được rất là nhiều cái việc khác nhau. Các bạn có đồng ý với mình không vậy? Thì sức khỏe ở đây mình những điều mình cần lưu ý như thế nào? Đó là đầu tiên mình phải có những cái thói quen về dinh dưỡng cân bằng, nạp đúng đủ điều. Và các bạn phải có hiểu về cái cơ thể mình, hiểu về dinh dưỡng để các bạn nạp cho mình những cái năng lượng và những cái thực phẩm mà nó cần thiết, nó giúp ích cho cái cơ thể mình, nó tạo cho mình một cái sức khỏe và cái năng lượng lúc mà mình làm việc cũng giống như mình xuất hiện ở trên internet như thế này. Một cái thứ hai nữa là mình hãy tạo cho mình một cái thói quen là vận động thường xuyên mỗi ngày, đâu đó từ 15 đến 30 phút, thì nó giúp cho bạn là ít nhiều nó sẽ, con người mình nó sẽ, cơ thể mình nó sẽ giúp cho mình tái tạo năng lượng, giải phóng độc bằng cái việc là mình toát ra mồ hôi và cái cơ thể mình nó trở nên linh động hơn, mình năng lượng. Bên cạnh đó thì các bạn có thể là tập cho mình một cái thói quen là ngủ đúng giờ, làm việc có kỷ luật và theo một cái kế hoạch. Bởi vì khi mình lập ra được một cái kế hoạch nó cụ thể chi tiết trong hàng ngày của mình làm việc, thì đến giờ nào mình làm việc đó và cái áp lực của mình nó sẽ không có bị đè nặng lên. Đó là cái cách mà mình Đinh Hiếu tập luyện và rèn luyện và áp dụng gần đây và có một số kết quả nhất định, cho nên mình chia sẻ với các bạn. Từ những cái việc đó thì đã tốt ở bên trong rồi, nó giúp cho mình về cái tinh thần cũng đã ok rồi, nó giúp cho mình cái dinh dưỡng, cái cơ thể của mình nó đã khỏe mạnh rồi, thì ở bên ngoài mình cũng phải cần có những cái yếu tố nó về sắc vóc bên ngoài. Bởi vì mình xuất hiện ở trên internet hoặc xuất hiện ở trong offline thì cái môi trường, cái hình ảnh của mình bên ngoài nó cần phải có một cái gì đó bắt mắt, sáng màu hơn, nó nhìn nó chỉnh chu, nó năng lượng hơn. Các bạn có đồng ý không ạ? Thì thông qua cái việc đó để mình chăm sóc bên ngoài của mình, thì cái điều đơn giản nhất là về da, về tóc chẳng hạn, thì tóc mình có thể mình cắt hay mình uống như thế nào đó để cho nó đẹp, nó bắt mắt, nó phù hợp hình ảnh mình. Còn cái về da của mình thì đối với các bạn nữ thì có thể sử dụng mỹ phẩm, còn đối với các anh nam của mình, mà kể cả nam và nữ, mình thấy cái điều cần thiết nhất là các bạn hãy làm một cách đơn giản mà không có, nó rất đơn giản mà không có tốn kém gì cả. Đó là cái việc bạn thói quen uống nước đầy đủ đúng và mỗi ngày. Bởi vì mình uống nước đầy đủ mỗi ngày thì các cái tế bào ở trong da mình nó sẽ, thứ nhất nó làm cái chức năng là nó mang cái dinh dưỡng của mình đến các cái tế bào. Cái thứ hai nữa là nó giúp cho mình thải độc thông qua cái hệ tiêu hóa của mình, thì cơ thể của mình nó có nạp vào và nó có thải ra, thì lúc đó cái cơ thể mình phải luôn luôn khỏe mạnh. Nhớ ha các bạn có thể xem cái chủ đề mình chia sẻ về cái chăm sóc dinh dưỡng cân bằng sức khỏe của mình sẽ chia sẻ trong cái chủ đề tới đây. Còn bây giờ ở đây là mình sẽ chia sẻ với các bạn tiếp tục cái phần thứ hai, đó là để mình xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình ở trên internet, là tức là các bạn mà mình xuất hiện ở trên internet bằng những cái hình ảnh, bằng những cái nội dung bài viết, thì mình phải biết được cái cách để mà mình có những cái hình ảnh nó bắt mắt, nó sáng màu, nó thu hút cái người xem. Cái thứ hai nữa là về những cái video clip giống như mình đang làm này, các bạn phải thấu hiểu được cái cách mình kỹ năng mà để mình làm những cái video mình chia sẻ lên cái nội dung lên internet, nó phải cuốn hút, nó phải rõ về âm thanh, nó phải sáng về mặt và nó tạo cái sự hấp dẫn cho cái người xem. Thì mình cần phải cập nhật những cái ứng dụng mới, ví dụ như là cái cách để mình chụp ảnh nè, cái cách để mình làm video, cách mình chỉnh sửa, rồi thậm chí đến cả cái cách là mình ứng dụng các cái live stream để cho mình có những cái live stream mình chia sẻ nó cuốn hút ở trên internet. Và một cái nữa là cái những cái cuộc hẹn gặp mà qua trực tuyến, ví dụ như bạn cần phải biết là những cái kỹ năng là sử dụng cái Zoom, kiểm soát được cái Zoom để khi mình có những cái khách hàng hẳn, có những cái người bạn của mình được kết nối internet, thì mình sẽ giao tiếp thông qua trực tuyến bằng cái hình thức Zoom, thì lúc đó nó sẽ nới rộng cái không gian của mình ra, mình sẽ gặp được nhiều người hơn mà không cần phải đến một cái nơi của họ đang sinh sống. Thì đó là cái điều thứ hai mà mình thấy nó rất là quan trọng, cho nên mình chia sẻ với các bạn ha. Thứ ba nữa là cái kỹ năng giao tiếp ở trên các cái nền tảng xã hội, thì mình giao tiếp như nào, thông qua những cái bài viết, những cái video clip, thì mình cần phải biết là trên nền tảng là ứng dụng ở trên Facebook, ví dụ như fanpage nè, và trên YouTube, rồi trên TikTok, thì ba cái này là, hoặc là Instagram,
nó rất là nhiều cái nền tảng khác nhau. Mình chỉ nói là ba cái nền tảng căn bản mà nhiều người đang ứng dụng nhất, thì các bạn phải xuất hiện ở trên đó, các bạn phải hiểu về cái cách sử dụng nó như thế nào để cho nó hiệu quả, nó sẽ đưa cho mình đến gần với lại những cái khán giả của mình hơn. Đây mình gọi là khán giả cho nó dễ nghe, bởi vì khi mình xuất hiện ở đây, mình cái tưởng tượng mình như là một cái người ca sĩ, mình sẽ chia sẻ những cái điều mà khán giả mình muốn nghe. Cái điều thứ tư nữa là các bạn cần phải trang bị cho mình một cái cách để mà mình kỹ năng để mà mình hướng dẫn người khác làm những cái việc nào đó mà hữu ích bằng những cái trải nghiệm của mình, và mình đã có kết quả rồi. Khi các bạn đã trải nghiệm một cái kỹ năng nào đó mà các bạn đã có kết quả, thì các bạn sẵn sàng mình chia sẻ cho người khác, và lúc đó mình chia sẻ nó rất là thoải mái và rất là có hồn, và mình rất là tự tin bởi vì việc đó mình đã làm được và mình đã có kết quả rồi. Mình sẵn sàng mình hướng dẫn là người khác từng bước để giúp cho một ai đó có một cái kỹ năng để mà cho họ tốt hơn. Ví dụ như mình hướng dẫn cho họ cái cách để mà xây dựng thương hiệu cá nhân ở trên Internet, giống như cái việc mà Đinh Hiếu đang làm đây, hướng dẫn cho họ những cái kỹ năng và những cái cách như nào để tối ưu giúp cho họ một cái đoạn đường thời gian ngắn mà nó đi đến được cái hình ảnh ở trên Internet của họ, để cho họ thành công hơn bằng cái việc là họ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn, họ sẽ có nhiều cái kết quả hơn. Thì lúc đó mình sẽ có những cái người bạn, những cái mình gọi là những cái người fan, là những cái người khán giả của mình, họ sẽ theo dõi mình. Đó là cái cách thứ tư để mà giúp cho các bạn xây dựng của mình ở trên cái hình ảnh ở trên Internet, và mình thành công trong cái công việc là mình xây dựng hình ảnh cá nhân ở trên Internet ha. Còn cái điều thứ năm nữa là biết cái cách để mà chia sẻ cái câu chuyện. Là điều này là mình theo như mình đánh giá nó rất là khó nè, tức là mình phải cần phải biết mình viết cái nội dung như thế nào, mình chia sẻ cái câu chuyện là cái gì. Thì khi mà bắt đầu cái việc này thì các bạn, cái cách dễ nhất là mình phải đặt mình ở trong tâm thế của cái đối tượng khán giả, đối tượng khách hàng của mình. Họ đang mong muốn nghe cái điều gì? Thực ra là họ chỉ quan tâm đến những cái điều mà họ đang cần, những cái vấn đề mà họ được giải đáp thôi. Thì mình khi mình quan tâm những cái điều đó, mình chia sẻ lại cái câu chuyện như vậy, thì cái câu chuyện mình sẽ cuốn hút hơn. Ví dụ như mình giúp cho ai đó giải quyết một cái vấn đề mà họ đang gặp phải, mình chia sẻ cái cách để mà mình họ giúp cho họ tốt hơn, mình chia sẻ những theo những cái tâm lý mà họ mong muốn muốn nghe. Và một cái từ khóa ở đây là mình hãy chú ý, tức là mình phải hát cái bài hát mà khán giả mình muốn nghe. Đấy, đó là một cái từ khóa. Khi mỗi lần các bạn muốn chia sẻ những cái câu chuyện mà để cho mình cuốn hút hơn, thì bạn hãy nhớ đến những cái câu nói mà nó đơn giản như vậy. Mình hãy là người ca sĩ, mình phải tưởng tượng mình là một người ca sĩ. Thậm chí khi các bạn có hình ảnh nổi tiếng rồi, bạn sẽ là một người ca sĩ nổi tiếng có rất là nhiều các fan khác nhau. Khi như vậy các bạn đặt mình trong tâm thế đó, các bạn sẽ trước khi mà mình muốn chia sẻ một cái điều gì đó, hoặc là viết cái điều gì đó, hoặc là làm cái video nó cần cái nội dung, thì các bạn hãy nghĩ đến những điều đó, và các bạn sẽ tập ra những cái bố cục là mình làm theo thói quen như vậy, là cái câu chuyện của bạn chia sẻ ở trên Internet nó chắc chắn nó sẽ thành công. Và một cái tâm thế nữa, một cái điều nữa mà mình làm việc với cái tâm thế đó là mình hãy xuất phát từ cái việc là mình mong muốn giúp đỡ người khác, giúp đỡ cho cộng đồng này ngày càng một tốt hơn bằng những cái kiến thức, những cái kỹ năng mà mình học được ở đâu đó, và mình chia sẻ, mình giúp lại ích lại cho cộng đồng này, hoặc là cho trực tiếp là những cái đối tượng là khách hàng của mình trong tương lai, là những đối tượng là khách hàng tiềm năng của mình. Thì chắc chắn khi các bạn áp dụng được 5 điều đó thì mình tin chắc đâu đó các bạn sẽ gặt hái được những cái thành công nhất định ở trong cái môi trường Internet, đặc biệt là cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn ngày càng sẽ cuốn hút hơn, sẽ thành công hơn. Chúc các bạn sẽ làm những cái điều này để cho mình gặt hái nhiều thành công hơn. Và hãy nhớ theo dõi những cái nội dung mà Đinh Hiếu chia sẻ ở trên Internet, Facebook, Fanpage, hoặc là ở trên kênh YouTube, TikTok, và bấm theo dõi nó để các bạn xem được những cái video mới nhất mà mình chia sẻ. Đừng quên là comment những cái điều mà bạn thắc mắc xuống ở dưới cái nội dung này, khi mình bạn đọc được ở đâu đó hoặc bạn xem đâu đó trên chia sẻ ha, để mình sẽ có những cái bài viết, những cái bài video này mình chia sẻ để cho các bạn một cái cách nó thuyết phục hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chia sẻ của Đinh Hiếu ha. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip sau. Bye bye.